Hướng dẫn tạo model từ database sử dụng ASP.NET Core Web .NET Framework là .NET 6. Đây là Visual 2022. Bắt đầu với việc tạo project và tìm đúng template là ASP.NET Core Web App Model View Controller. Ở đây là những template mà mình đã sử dụng rồi. Nếu không có thì chúng ta sẽ tìm ở trong này. Mình sẽ kích vào là C# ngôn ngữ, platform là Backup Platform. Và ở đây mình chọn web. Và mình sẽ chọn ASP.NET Core Web App Model View Controller. Không phải là Web App, mà là Model View Controller và cũng không phải là Core Web API. Cũng không phải là Core MT. Chúng ta sẽ chọn ASP.NET Core Web App Model View Controller để đầy đủ hết tất cả. Chúng ta tạo thêm mô hình MVC. Và location. Mình tạo một cái location và mình sẽ copy, mình bỏ vào đây. Hoặc là mình sẽ bấm vào nút ba chấm này và mình chọn. Và mình sẽ đặt tên cho nó. Và mình bấm vào nút next này. Mặc định là .NET 7. Và check vào đây là điều nguyên giá check này và mình sẽ sử dụng là HTTPS. Bấm vào create để tạo và reset thôi. Mình sẽ đợi hơi lâu. Tùy theo máy thôi. Có hình mạnh thì nhanh. Có hình mà không mạnh lắm thì nó sẽ chậm. Về cái thư mục MVC Model View Controller, Model chứa data, View chứa giao diện và Control là liên kết Model và View. Tiếp theo là cài bucket vào. Có hai cách là mình sẽ dùng giao diện, kích chuột phải vào project, chọn vào NuGet Bucket. Và mình sẽ sao ở đây và mình cài. Và cách nhanh hơn là mình sẽ vào Tool và mình sẽ tìm NuGet Bucket Manager và mở Bucket Manager Console. Tiếp theo là cài SQL Server Tool và Design. Copy nè. Bắt vào. Và cái cuối cùng là Design. Nó đã tự động cài hai cái trước. Và đã cài xong. Đây, Target Framework là mình dùng .NET 6. Trong phần bất kỳ chúng ta thấy là ba cái gói này mình mới cài vừa xong. Design, SQL Server, Tool. Và trước khi tiếp tục với Visual thì chúng ta sẽ dùng SQL để tạo cơ sở dữ liệu Connect từ cực khoảng XA. Và mình tạo cơ sở dữ liệu trong này. Kích chuột phải vào xem là có cái database gì trong này. Database quản lý, không có quản lý nhân viên. Ok, mình sẽ tạo một cái quản lý nhân viên. Database New Database. Tên cho database là quản lý nhân viên. Tiếp theo là tạo một bảng cho nó. Kích chuột phải vào table, chọn vào new table, đặt tên cho trường dữ liệu ID, giữ là key in và not null. Set primary key cho nó, tìm tới property và chọn vào identity. Identity tôi chọn Z để cho nó tự động tăng trường tên N và cha 50. Ngất luôn. Và họ và tay nó họ nè. Cũng là N và cha 50. Ok, mình để cho nó là được phép luôn. Và chỉ có 3 trường thôi để cho nó đơn giản. Lưu nó lại, kích chuột phải chọn vào save. Đây là database, là quản lý nhân viên. Nên tên của bảng là nhân viên. Chúng ta vào lại table để xem bảng đã được tạo hay chưa. Kiểm tra bảng đã được tạo. Tiếp theo là mình tạo model từ cơ sở dữ liệu và Bucket Manager Console và nhập câu lệnh này vào. Bấm Enter. Ở đây có một đoạn báo lỗi là màu đỏ như thế này. Sau nhiều lần thử và bị fail thì mình đã tạo được cái chuỗi connect này. Như thế này, server bạn với cái đống này là ở trong này. Mình sẽ copy cái chỗ này, mình sẽ bỏ vào trong đây, từ đây đến đây, sau cái chữ server. Database thì chắc chắn là phải trùng với lại tên database mình tạo, tài khoản user ID, user và có dấu cách ở đây, user cách ID. Mình copy xuống để xem thử có phải là đúng vậy, đó là user cách ID thì mới được, tài khoản là XA. Ở đây
Trong cái này là mình chọn là SQL Server Auth. Đây, có cái chữ đó, mình connect vào. Bắt cuộc. Đoạn từ server tới connection true là nó sẽ đăng nhập vào, và đây là cho phép đăng nhập just server true, nếu không là nó sẽ có một cái lỗi như thế này. Đây, nó đăng nhập rồi nhưng mà nó bị từ chối là mình phải thêm cái đoạn này vào. Sau khi chạy câu lệnh tạo model từ database thì nó phải hiển thị ra cái này, quản lý nhân viên cần test.cs, tức là cái đó là đây, nhân viên là quản lý nhân viên này.